Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La Bàn Đầu Tư. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Thanh Tùng. Chúng tôi đều là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là về kênh cổ phiếu, phần thứ ba là kênh thu nhập cố định, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây thì tôi và anh Thanh Tùng sẽ đi vào chi tiết của chương trình. Đầu tiên đó là về phần thông tin vĩ mô. ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2021. Thì so sánh dự báo tăng trưởng kinh tế GDP và lạm phát của ADB với các nền kinh tế châu Á tại cuối quý 1 và quý 2, thì với cập nhật dự phóng kinh tế châu Á, thì ADB cho rằng biến chủng Delta lây lan nhanh với tốc độ tiêm vaccine chậm chạp sẽ khiến các nền kinh tế Nam Á và Đông Nam Á và châu Đại Dương sẽ giảm tốc độ tăng trưởng năm 2021. Và chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá là tốc độ tiêm chủng vaccine sẽ là yếu tố quyết định cho sự phục hồi kinh tế của các nước châu Á. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây là cái khu vực Đông Nam Á là bị ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP nhiều nhất, chủ yếu là do cái làn sóng Covid đợt này nó diễn biến quá là nhanh và phức tạp. Thì khu vực Đông Nam Á thì có thể kể đến như là Indonesia hay là kể cả Việt Nam thì cũng đều bị hạ dự phóng GDP khá là nhiều. Thì qua cái tình hình Covid thời gian gần đây thì mọi người thấy rằng là cái biện pháp chống dịch khoanh vùng cách ly theo 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 như cách mà các nước Đông Nam Á đang làm thì có vẻ là giảm hiệu quả đối với biến chủng Delta, vì cái biến chủng này lây lan khá là nhanh, mà đâu đó là cần phải một cái chiến lược tiêm vaccine nhanh và mạnh thì mới có thể kiểm soát được cái biến chủng này. Đó. Thì do đó là cái việc hạ triển vọng này thì chủ yếu là do cái làn sóng Covid và do những cái biến chủng mới thôi. Dạ vâng, chúng tôi đang đi vào phần đầu tiên của chương trình đó là về phần thông tin vĩ mô. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư có bất kỳ câu hỏi gì hãy để lại dưới comment và cuối chương trình thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi cho quý nhà đầu tư. Về luận phần tiếp theo của thông tin vĩ mô đó là xu hướng đầu tư thị trường mới nổi, trái phiếu là kênh ưa thích. Thì diễn biến dòng vốn chảy vào thị trường trái phiếu và cổ phiếu kể từ tháng 1 năm 2020, thì trong 6 tháng đầu năm 2021, thì kênh trái phiếu của các thị trường mới nổi đã hút tổng cộng là 92,2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, thì 2,2 tỷ USD đã bị rút khỏi kênh cổ phiếu ở các thị trường mới nổi. Và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vào thị trường mới nổi ngày càng thấp khi mà các nước này gặp những khó khăn trong việc kiểm soát dịch COVID-19 và bắt kịp các nước phát triển trong việc tiêm chủng vaccine. Và cho chúng tôi đánh giá đó là trái phiếu vẫn sẽ là kênh đầu tư ưa thích hơn tại các thị trường cho đến hết năm 2021, khi mà các kênh cổ phiếu chỉ thực sự hấp dẫn trong trường hợp các nước mới nổi có triển vọng nổi bật hơn hẳn các thị trường phát triển. Mọi người nhìn cái dòng tiền này thì có thể thấy là nó khá khá là consistent, tức là nó khá là đồng nhất với cái view chung về nền kinh tế toàn cầu. Khi mà các nước phát triển thì đang thực hiện rất là tốt cái việc tiêm vaccine. Những cái nước top đầu thì gần 50% dân số, khoảng đâu đó là có nước hơn 50%, có nước là gần 50% dân số là đã được tiêm hai liều vaccine rồi, và cái tỷ lệ tiêm một liều vaccine thì nó còn cao hơn thế rất là nhiều. Và do đó là cái dòng tiền nó sẽ dịch chuyển dần về những cái nước mà tiêm vaccine nhiều, kinh tế nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Còn các nước emerging, các nước ở thị trường mới nổi thì cái tỷ lệ tiêm vaccine khá là thấp. Ở Việt Nam đâu đó là mới khoảng 3 đến 4% dân số thì phải tiêm vaccine. Do đó là cái vấn đề phục hồi sau Covid nó sẽ bị chậm nhịp hơn các nước phát triển. Nhưng mà có một cái điểm sáng ở thị trường Việt Nam, đó là trong thời gian vừa qua index giảm khá là mạnh, nhưng mà nước ngoài lại bắt đầu mua dòng trở lại từ đầu tháng 7 trở lại đây. Thì mình thấy đây cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực đối với thị trường Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh Tùng. Và chúng ta sẽ sang tin tiếp theo, đó là thương mại Mỹ-Trung như COVID-19 và thuế quan chưa từng xảy ra. Thì thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ đang ở mức cao nhất lịch sử. Và sau 18 tháng kể từ khi mà thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 của Mỹ và Trung được ký kết, thì cán cân thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục mất cân bằng khi mà nhu cầu tiêu dùng nội địa của Mỹ đang giúp kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ tăng kỷ lục. Anh Tùng có đánh giá gì về tin này không ạ? Mình nghĩ là nó cũng
có một phần liên quan đến việc tiêm vaccine. Trung Quốc là một nước mà triển khai tiêm vaccine khá là sớm và họ kiểm soát dịch Covid cũng rất tốt. Theo cái thống kê mà mình tìm kiếm được thì ở thời điểm gần nhất đây, update khoảng 2 ngày trước thì Trung Quốc đã tiêm hơn 1,5 tỷ liều vaccine, và trong đó là có hơn 220 triệu người đã được tiêm 2 liều. Và do đó là việc mà Trung Quốc kiểm soát tốt dịch Covid thì họ vẫn sẽ là cái công xưởng sản xuất số một thế giới thôi. Những cái đối thủ cạnh tranh của họ như là Ấn Độ hay là các nước Đông Đông Nam Á thì hiện tại vẫn đang vật lộn với cái biến chủng Delta mới. Dạ vâng. Tiếp theo về tin về thông tin vĩ mô, đó là Việt Nam và Mỹ đã đạt thỏa thuận chính sách tỷ giá USD trên Việt Nam đồng, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ đã đạt thỏa thuận liên quan đến chính sách tỷ giá USD trên Việt Nam đồng và khẳng định Việt Nam không vi phạm thao túng tỷ giá nhằm điều chỉnh cán cân thanh toán có lợi cho Việt Nam và giành lợi thế cạnh tranh không công bằng hay phá giá đồng Việt Nam đồng. Và trên thực tế thì đồng Việt Nam đồng đã bắt đầu tăng giá vào đầu năm 2020 và hiện thì đang tiệm cận mức 23.000 Việt Nam đồng trên USD và mức thấp nhất kể từ năm 2018. Và thỏa thuận về chính sách tỷ giá với Mỹ là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng giá Việt Nam đồng trong tương lai và qua đó sẽ tăng sức mua của Việt Nam. Việc mà Việt Nam đồng tăng giá và mọi người thấy ở đây là cái tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sẽ giảm ạ. Thì cái này đã được các nhà kinh tế là dự báo trước, vì bởi vì cái sức ép từ Mỹ liên quan đến việc quy kết Việt Nam vào cái quốc gia thao túng tiền tệ, thì cái việc mà gọi là tăng giá Việt Nam đồng một chút thì cũng đã nằm trong dự báo rồi. Tuy nhiên là mình theo quan điểm của mình thì cái việc tăng giá này nó sẽ không, tức là Việt đồng sẽ chỉ tăng giá nhẹ một chút thôi và cũng không 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 tăng giá quá nhiều so với đồng đô. Và đâu đó là liên quan tới đầu tư thì việc tăng giá Việt Nam đồng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà xuất khẩu. Thì mọi người, các quý nhà đầu tư có thể hiểu đơn giản là bây giờ ông xuất khẩu thu được đô la thì về ông sẽ thu được, quy đổi ra được ít Việt Nam đồng hơn, và ngược lại thì sẽ có lợi một chút cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Tuy nhiên là để đánh giá thì cần phân tích dựa trên từng doanh nghiệp cụ thể. Những đây cũng chỉ là một, gọi là một 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 cái view chung để mọi người có cái hướng để mà đánh giá từng doanh nghiệp cụ thể thôi. Vâng, đó là những thông tin vĩ mô mà chúng tôi có cập nhật trong bản tin tuần này. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh cổ phiếu. Về kênh cổ phiếu thì bức tranh kết quả kinh doanh tích cực quý 2 năm 2021 của các doanh nghiệp niêm yết. Thì tính tới ngày 23 tháng 7 năm 2021 thì có 275 doanh nghiệp niêm yết chiếm tới 16% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021. Thì doanh thu của các doanh nghiệp tăng 53,57% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 34,42% so với cùng kỳ, và với sự đóng góp chính đến từ ngành ngân hàng và ngành nguyên vật liệu đóng góp lần lượt tới 26,2% và 9,4% lợi nhuận sau thuế toàn thị trường. Và tuy nhiên thì tăng trưởng quý 3 hiện đang đối mặt với những thách thức lớn. Ở đây thì chúng tôi có nêu ra có hai thách thức. Thách thức đầu tiên đó là COVID-19 bùng phát trên diện rộng, và thứ hai đó là ở quý 3 thì là thời điểm mà tiêu thụ thép và giá thép trong nước đang hạ nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại thì bên VietDirect Research thống kê thì mới chỉ có khoảng 16% vốn hóa thị trường, tức là số lượng doanh nghiệp mà công bố báo cáo tài chính quý 2 thì mới mới chỉ chiếm 16% vốn hóa thị trường thôi. Cho nên là cái bức tranh nó vẫn còn chưa chưa được tổng quát lắm. Tuy nhiên là dựa theo những cái kết quả công bố thì mọi người có thể thấy là đóng góp vào cái tăng trưởng quý 2 nó chủ yếu đến từ ngành nguyên vật liệu và ngành ngân hàng. Thì theo đánh giá của cá nhân mình thì đây đều là hai ngành có tính chu kỳ. Thì ngành ngân hàng thì bước vào cả một năm 2020 và năm 2021 là một cái giai đoạn Covid. Tuy nhiên là lợi nhuận của ngành này thì tăng trưởng khá là mạnh. Trong đó theo cái quan sát cá nhân thì cái việc trích lập dự phòng của các ngân hàng là cũng chưa chưa tăng trưởng nhiều lắm. Chỉ có một vài ngân hàng là tăng trích lập dự phòng thôi. Và đâu đó là các ngân hàng cũng đang được hưởng lợi từ cái nguồn tiền gửi lãi suất thấp. Đó. Thì mình nghĩ rằng là cái ngành ngân hàng thì nếu mà mọi người đầu tư thì cũng nên quan sát cái diễn biến trích lập dự phòng của các ngân hàng và cái diễn biến lãi suất tiết kiệm. Đâu đó nếu như mà cái phần nợ xấu mà tăng, họ phải trích lập tăng, rồi lãi suất tiết kiệm mà cũng tăng thì cái chi phí huy động họ cũng tăng.
thì cũng có thể đó là một cái dấu hiệu mà nó sẽ dấu hiệu sớm, nó phản ánh và nó sẽ tác động tiêu cực đến báo cáo tài chính của các ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên thì đây cũng cũng là câu chuyện riêng lẻ của các ngân hàng nhé. Đấy là view chung về ngành là như vậy. Còn cũng có những ngân hàng họ đã trích lập nhiều rồi, nó mà cũng có những ngân hàng thì họ có những cái chiến lược mà tối ưu hóa cái nguồn vốn của họ. Còn ngành nguyên vật liệu sắt thép thì là cái câu chuyện nó từ giữa năm ngoái đến tận năm nay rồi, đúng không ạ? Thì cái ngành này mình đánh giá cũng khá là cyclical, tức là nó khá là biến động và nó chịu ảnh hưởng của cái giá kim loại. Thì quý nhà đầu tư mà đầu tư những ngành này thì cũng nên theo dõi cái diễn biến giá kim loại. Nếu mà giá kim loại mà đảo chiều hoặc là cái sản lượng mà nó giảm đi một chút thì cũng nên đánh giá lại cái doanh nghiệp mà mình cầm. Đó. Và trong thời gian vừa qua thì Trung Quốc là cũng đã bán ra một số lượng lớn kim loại ở trong kho dự trữ quốc gia nhằm cái mục đích là để giảm cái áp lực tăng giá kim loại. Đó là một số cái thông tin mà mình nắm được về cái ngành này. Vâng, cảm ơn anh Tùng. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến cổ phiếu Gas. PV Gas hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 trong vòng 6 tháng. Thì trong quý 2 năm 2021 thì Gas đã ghi nhận doanh thu tăng 45% so với cùng kỳ và giá vốn hàng bán tăng tốc độ chậm hơn nên lợi nhuận gộp cũng chỉ có tăng là 57,5% so với cùng kỳ. Và khấu trừ các khoản chi phí và thuế thì tổng công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.301 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Và lũy kế nửa đầu năm 2021 thì Gas ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ là 40.272 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo đó cũng ghi là 4.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,2% và 4,1% so với thực hiện 6 tháng đầu năm trước. EPS 6 tháng đạt khoảng 2.116 đồng. Và trong năm 2021 thì đại hội đồng cổ đông thường niên của Gas đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu là 70.169 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện của năm 2020. Và ngược lại thì lãi sau thuế dự kiến là 7.036 tỷ đồng, giảm 12% và cũng là kết quả thấp nhất trong 9 năm trở lại đây kể từ năm 2012. Và như vậy thì nửa đầu năm thì Gas đã thực hiện được 57,3% mục tiêu doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021. Theo đánh giá của mình thì ngành dầu khí nói chung là sẽ được hưởng lợi trong trong năm nay, tại vì cái giá dầu của năm ngoái là đã nhìn chung là đã chạm đáy vào năm ngoái, và năm nay thì giá xăng dầu là đã tăng mạnh và cái nhu cầu xăng dầu thì nó cũng sẽ tăng dần theo cái sự phục hồi sau Covid. Thì đâu đó là ngành xăng dầu nói chung là cổ phiếu ngành dầu khí nói chung là sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu ngành dầu khí này thì khá là biến động. Cho nên là nó không phù hợp, không nó chỉ phù hợp với những cái nhà đầu tư nào mà có cái mức độ chịu rủi ro cao, và nếu mà nhà đầu tư nào mà muốn đầu tư cái cổ phiếu này thì cũng nên chọn những cái điểm mua nó hợp lý. Và trong cái quá trình trading ấy, thì mình cũng có thể có những cái sense, có những cái cảm nhận về giá cổ phiếu với lại giá dầu, thì đâu đó nó sẽ hợp lý. Những cái nhà đầu tư đó thì sẽ phù hợp hơn với cái cổ phiếu ngành dầu khí. Dạ vâng. À, Tiếp theo về xin kênh mời cổ Duyên. phiếu, đó là cập nhật hiệu quả của quỹ VN-Direct tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2021 của VN-Direct thì tăng trưởng NAV trên chứng chỉ quỹ của VN-Direct đạt là 45,09% so với VN30 Index là 33,97%. Thì qua đó thì quý nhà đầu tư có thể nhìn cái biểu đồ mà chúng tôi có để ở trên slide thì có thể thấy là nếu như mà thị trường tốt tăng trưởng thì hai cái sự tăng trưởng nó xem nhau, như khi thị trường giảm điểm thì có thể thấy là cái mức độ chống chịu rủi ro của VN-Direct hiệu quả hơn rất là nhiều. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang kênh thu nhập.
Xin lỗi quý nhà đầu tư, chúng tôi đang gặp trục trặc kỹ thuật một chút và sẽ trở lại ngay. Tôi xin phép được cập nhật tiếp thông tin đến quý nhà đầu tư như sau. Về cái kênh tiền gửi thì cái lãi suất tiền gửi thì vẫn chưa thấy cái áp lực tăng ở trong ngắn hạn. Thì đâu đó là các ngân hàng có cái nguồn tiền lợi nhuận giữ lại khá là nhiều, rồi những cái khoản thu đột biến như là từ VPBank bán 49% vốn của FE, hay là từ những dòng tiền từ những cái hợp đồng bancassurance. Và các ngân hàng thì vẫn đang tìm kiếm những cái nguồn huy động vốn từ các kênh trái phiếu để bổ sung vốn. Với lại một cái điểm nữa đó là cái việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thì vốn là đã tăng mạnh ở trong cái giai đoạn nửa đầu năm. Tuy nhiên là ở trong cái giai đoạn nửa cuối năm này, bắt đầu từ quý 3 này thì cái dịch Covid nó lại bùng phát trở lại mạnh mẽ, thì nó ảnh hưởng đến cái việc tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Cho nên là có thể là cái áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn là vẫn là chưa có. Tuy nhiên, tôi lưu ý các nhà đầu tư là cái lãi suất huy động này thì là một cái chỉ số rất đáng để quan tâm, tại vì nó là liên quan đến cái chi phí đầu vào của cái nhóm ngành ngân hàng, và cái nhóm ngành này thì chiếm cái tỷ lệ vốn hóa rất lớn ở trong VN Index. Việc mà lãi suất huy động mà tăng trở lại thì có thể làm giảm cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng, đồng thời làm việc cũng có thể dẫn đến việc tái phân bổ lại những cái khoản đầu tư sang những cái kênh cố định với cái mức lãi suất hấp dẫn hơn thay vì đầu tư vào cổ phiếu. Thì đây cũng là một cái nhân tố cần phải theo dõi. Về thông tin tiếp theo là về trái phiếu doanh nghiệp. Thì tính đến ngày 16 tháng 7 2021, thì có trong tháng 7, tức là trong tháng 7 mà tính đến ngày 16 tháng 7 2021, thì có 18 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt trên 13.000 tỷ đồng. Thì đâu đó là nhóm ngân hàng vẫn là xếp số 1 về giá trị phát hành với 9 gần 10.000 tỷ đồng, trong đó ACB đã phát hành 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất từ 3,5 đến 4%. BIDV đã phát hành 3.000 tỷ đồng với cái kỳ hạn 6 năm, lãi suất là 6,03% một năm. Và cái ngành đứng thứ hai thì vẫn là ngành bất động sản với giá trị phát hành là trên 2.000 tỷ đồng. Thì cái kênh thu nhập cố định này thì cũng là một cái kênh khá là hấp dẫn cho quý nhà đầu tư, và phân bổ một phần tài sản vào cái kênh này để giảm thiểu cái biến động khi mà cái kênh cổ phiếu hiện tại là có cái mức độ biến động khá là cao. Dạ vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Ở đây thì kênh bất động sản, giá căn hộ Hà Nội tăng 10 quý liên tiếp. Thì ở đây thì giá chào bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội trong quý 2 đạt hơn 36 triệu đồng trên một mét vuông, và giá căn hộ tăng trung bình là 14% trên một năm từ năm 2017 đến nay là ở Cầu Giấy và Long Biên tăng 12% trên một năm. Và xu hướng dịch chuyển xa trung tâm từ năm 2021, huyện ngoại thành cung cấp đến 27% nguồn cung. Và chú ý một số những cái doanh nghiệp có quỹ đất ngoại thành với giá vốn tương đối thấp ở đây là có EVS với Vinhome Cổ Loa, Mễ Trì và SCS với Nam An Khánh, Văn La, Tiền Xuân. Tiếp theo của kênh tài sản khác thì chúng tôi có nhắc đến đó là tương lai của đồng stablecoin liệu có stable. Và trong cuộc điều trần với Quốc hội Mỹ thì Chủ tịch Fed cho biết là không ưa đồng tiền ảo, đặc biệt là những đồng stablecoin. Và stablecoin liệu có an toàn hay không? Stablecoin chỉ những đồng tiền ảo neo vào tài sản thực như tiền giấy hay là vàng, ví dụ như Tether. Và stablecoin bên ngoài thì được neo buộc vào tiền thật, nhưng thực chất thì không được bảo lãnh bởi chủ quyền tiền tệ và bởi tài sản chính. Và động lực để phát hành tiền số của Fed là xóa bỏ những cái đồng tiền số, những đồng tiền như stablecoin này, và sẽ không cần đến stablecoin, sẽ không cần đến tiền ảo nếu như có một đồng tiền kỹ thuật số của Mỹ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Xin mời anh Tùng ạ. Trong tuần này thì chúng tôi mang đến cho quý nhà đầu tư
về một cái danh mục gọi là danh mục mọi thời tiết. Thì cái danh mục cái ý tưởng của danh mục này là chúng ta sẽ phân bổ vào đa dạng các loại tài sản để làm giảm cái biến động của tài sản đó qua qua thời gian. Ví dụ bây giờ quý nhà đầu tư vào 100% vào cổ phiếu chẳng hạn, thì ở những cái phiên vừa qua cái quy mô tài sản của quý nhà đầu tư là biến động khá là mạnh, hôm thì tăng mạnh, hôm thì giảm mạnh đó. Thì đâu đó khi mà phân bổ vào nhiều loại tài sản thì chúng ta sẽ giảm được cái biến động hàng ngày của cái danh mục đầu tư của quý khách hàng. Thì ở đây có chúng tôi giới thiệu với quý nhà đầu tư là cái danh mục của Ray Dalio. Thì đây là một nhà đầu cơ khá là nổi tiếng ở trên thế giới. Thì ông ta phân bổ 30% vào cổ phiếu, 30% vào trái phiếu dài hạn, 20% vào trái phiếu thả nổi và 20% vào vàng. Thì theo thống kê thì hiệu quả danh mục này trong vòng 20 năm thì tương đương các quỹ chỉ số. Tuy nhiên là cái biến động hàng ngày của cái tài sản này, của cái danh mục này thì nó thấp hơn là các quỹ chỉ số. Và ở đây thì ứng dụng đối với các quý nhà đầu tư thì có thể ứng dụng đơn giản là chúng ta sẽ phân bổ khoảng vào 70% vào cổ phiếu hoặc 30% vào trái phiếu. Thì đây là một cái ứng dụng đơn giản. Thì ở VnDirect cũng có một cái hướng dẫn quý nhà đầu tư phân bổ theo độ tuổi. Ví dụ chúng ta 30 tuổi thì chúng ta sẽ phân bổ 30% vào trái phiếu, 70% vào cổ phiếu. Chúng ta 40 tuổi thì chúng ta sẽ phân bổ 40% vào trái phiếu, 40% vào cổ phiếu. Thì cái ý tưởng ở đây là để giúp giảm cái biến động của danh mục của quý nhà đầu tư. Và ở trong mục cổ phiếu thì quý nhà đầu tư cũng có thể chia nhỏ hơn, đó là phân bổ khoảng 50% vào những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu thỏ. Cổ phiếu thỏ ở đây là cổ phiếu mà có cái tăng trưởng rất là nhanh, nhưng mà cái biến động của cổ phiếu này nó cũng rất là lớn. Và tiếp theo là những cái cổ phiếu rùa, 50% còn lại, 50% của cái phần phân bổ vào cổ phiếu còn lại thì phân bổ vào cổ phiếu rùa. Thì cổ phiếu rùa ở đây là những cái cổ phiếu mà của những cái doanh nghiệp mà đã vận hành lâu năm và đã đến cái giai đoạn gọi là trưởng thành rồi. Và thông thường là những cái doanh nghiệp mà có cổ tức đều, ít biến động với thị trường. Trên thị trường có thể kể đến như là Vinamilk hay là FPT thì cũng có thể xem vào cái dạng cổ phiếu rùa này. Thì quý nhà đầu tư sẽ phân bổ như thế nào? Ví dụ như là trong cái giai đoạn mà thị trường giảm mạnh thì cái cổ phiếu rùa nó sẽ ít biến động với thị trường, tức là nó sẽ giảm ít hơn so với thị trường. Thì quý nhà đầu tư có thể bán bớt cổ phiếu rùa để mua cổ phiếu thỏ ở cái mức giá rất là hấp dẫn, vì cái cổ phiếu này sẽ biến động mạnh và sẽ giảm mạnh tương đương hoặc là giảm mạnh hơn thị trường. Hoặc là ngoài ra thì cổ phiếu rùa là cổ phiếu mang lại cổ tức đều đặn, thì quý nhà đầu tư có thể lấy cổ tức cổ phiếu rùa để đầu tư, tái đầu tư vào cổ phiếu thỏ trong tương lai. Và cái dòng tiền vào trái phiếu lúc nãy thì cũng có thể quý nhà đầu tư cũng có thể coi trái phiếu là những cái cổ phiếu rùa, nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như là lúc thị trường giảm mạnh thì quý nhà đầu tư có thể đáo hạn bán bớt trái phiếu đi để mua cổ phiếu thỏ, hoặc là lấy cái tiền trái tức nhận đều đặn hàng kỳ để tái đầu tư vào các cổ phiếu thỏ đó. Và ngược lại thôi, nếu mà trường hợp mà cổ phiếu thỏ mà tăng quá nóng rồi, nhưng quý nhà đầu tư đánh giá thị trường là quá nóng, cổ phiếu thỏ đã bị định giá quá cao rồi, thì quý nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu thỏ và chuyển sang mua cổ phiếu rùa, và cái chu kỳ nó cứ liên tục như vậy. Tôi xin hết cái phần câu chuyện ngày hôm nay ở đây. Xin chuyển lại Duyên. Cảm ơn câu trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thì chúng tôi xin phép được quảng cáo một chút. Thì ngoài chương trình La bàn đầu tư của chúng tôi vào lúc 15 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi có chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này chúng tôi sẽ phân tích một cổ phiếu với hai góc nhìn tích cực và tiêu cực. Sẽ được live stream trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ năm hàng tuần. Chương trình thứ hai đó là chương trình đối thoại với PM. Chương trình này chúng tôi sẽ mời những PM nổi tiếng trên thị trường hay là những chuyên gia ngành đến để có thể chia sẻ cho quý nhà đầu tư về những triết lý hay về ngành để quý nhà đầu tư có thêm kinh nghiệm của mình trên để đầu tư. Và ngoài ra thì chúng tôi có hai cộng đồng, đó là cộng đồng VnDirect đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng VnDirect giao dịch chứng khoán đi chết. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia từ mã QR code của chúng tôi để vào cộng đồng, và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được tổng hợp ở trên trang trung tâm tư vấn đầu tư. Thì quý nhà đầu tư hãy theo dõi page của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu hỏi đầu tư. À, ngoài ra thì thứ tư hàng tuần chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình, đó là tọa đàm đầu tư dành riêng cho khách hàng của VnDirect.
thì quý nhà đầu tư hãy mở tài khoản và sau đó liên hệ với người quản lý tài khoản của mình để tham gia chương trình của chúng tôi. Ở đó thì chúng tôi mỗi hàng tuần chúng tôi sẽ lựa chọn những cổ phiếu mà được quý nhà đầu tư quan tâm nhất để có thể đưa ra những nhận định hay những phân tích về mã cổ phiếu đó. Sau đây thì chúng tôi sẽ sang phần câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là VND nhận định KBC như thế nào khi gặp vùng cản 34 đến 45? Xin mời anh Tùng trả lời ạ. KBC thì mình lại không không phải là chuyên gia về cái lĩnh vực này. Tuy nhiên mình đánh giá cái đánh giá nói chung về cái ngành bất động sản thì mọi người đều có một cái view khá là tích cực về ngành này trong cái giai đoạn 6 tháng cuối năm. Còn tuy nhiên là cũng phải phải dựa vào đánh giá của từng doanh nghiệp cụ thể. Còn câu trả lời về cổ phiếu KBC thì xin phép là chúng tôi sẽ gửi lại quý nhà đầu tư qua comment ở trên Facebook sau. Thì đội ngũ trong team thì sẽ có những chuyên gia về bất động sản sẽ trả lời cho quý nhà đầu tư về cổ phiếu này. Dạ vâng, ngoài ra thì chúng tôi có làm chương trình cổ phiếu 360 độ về KBC ở tuần trước. Quý nhà đầu tư có thể tham khảo chương trình của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cái mã cổ phiếu KBC này ở trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ hai, đó là VND nhận định, cho mình xin nhận định về tăng trưởng lợi nhuận của ngành logistics và tiềm năng giá cổ phiếu 6 tháng cuối năm. Cảm ơn quý nhà đầu tư. Cảm ơn. Xin mời anh Tùng ạ. Ngành logistics thì mình đánh giá khá là tích cực khi mà cái dòng khi khi mà nền kinh tế phục hồi, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà liên quan đến vận tải kho bãi, liên quan đến kho bãi và cảng biển thì cái giá thì nhìn chung là cái diễn biến lợi nhuận trong cái giai đoạn quý 1, quý 2 thì nó cũng đã phản ánh dần rồi. Do đó tức là mình nhìn thấy lợi nhuận tăng dần nhưng mà cả thị trường đều biết điều này. Cho nên là mình đánh giá là cũng không phải là doanh nghiệp nào cũng có một cái mức giá hấp dẫn để mọi người đầu tư. Tuy nhiên nếu mà nhà đầu tư nào mà trading trong ngắn hạn thì cũng có thể xem xét những cái điểm mua phù hợp để trading theo cái catalyst là lợi nhuận nó tăng tích cực. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư đó là xin hỏi quan điểm của VND về cổ phiếu VHM đến cuối năm 2021 của anh Phạm Thọ. Cổ phiếu VHM theo quan điểm của Tùng thì là một cổ phiếu đầu ngành rồi, tất nhiên. Và cổ phiếu VHM thì theo quan điểm cá nhân là vẫn có thể đầu tư được trong giai đoạn này và nhà đầu tư cũng có thể đầu tư để nắm giữ dài hạn vì đây là cổ phiếu đầu ngành ngành bất động sản với cái quỹ đất rất là lớn, năng lực triển khai rất là tốt. Dạ vâng, thì cũng do chương trình của chúng tôi có hạn, chính vì vậy mà quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy comment và sau đó thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời ngay ở dưới comment của quý nhà đầu tư. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.